Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Jack Ali. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hoạt ảnh hình sống cho UI View và chúng ta sẽ học cách vẽ một hình sin hoặc hình code dựa trên thuộc tính UI Bezier Path. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Hãy bấm đăng ký và bấm thích để nhận được các video mới nhất từ Jack Ali. Chúc các bạn thành công. Ok, ở đây tôi đã tạo sẵn một project mới và phiên bản Xcode tôi đang sử dụng hiện tại là 13.0. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thiết lập nó. Trước tiên, tôi sẽ thêm một UI view vào bên trong view controller. Ở đây chỉ đơn giản là thêm một UI view vào bên trong view controller. Sau đó, ta thiết lập kích thước cho nó rồi ràng buộc nó ở giữa màn hình. Và nó sẽ có màu nền là màu xanh dương. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một class nó thừa kế các thuộc tính của UI view. Và chúng ta sẽ thêm hình sống bên trong class đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gán class vừa tạo cho UI view và sao chép các thuộc tính mà chúng ta đã khai báo bên trong view controller vào bên trong UI view. Hai thuộc tính này chỉ đơn giản là thêm viền
và màu viền cho UI View. Như các bạn đã thấy, chúng ta có viền là một điểm trên hình vuông này và màu viền. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ thêm một số thuộc tính bên trong UI View này. Ok, đầu tiên là hai CSS player này tương ứng với hai gợn sóng. Và đây là hai màu sắc cho hai CSS player. Hằng số 2pi này dùng để tính các gợn sóng. Biến offset dùng để thiết lập giá trị cho gợn sóng. Giá trị width này là chiều rộng của UI view. Và tôi gọi nó ở đây vì không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cho giá trị này. Đối với thuộc tính này, nó cho chúng ta biết chúng ta nên hiển thị hai gợn sóng hay một gợn sóng. Và đây là thuộc tính khi nào chúng ta bắt đầu gợn sóng. Giá trị progress đại diện cho khi nào gợn sóng hoàn thành. Và que 2 là đại diện cho giá trị khoảng cách giữa hai gợn sóng với nhau. Ở đây tôi đặt hai gợn sóng có khoảng cách là 8 điểm và thiết lập giá trị cho first và second color. Nếu sau single que này bằng 4 thì chúng ta sẽ tạo gợn sóng thứ hai. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ tạo một gợn sóng cho UI view này.
Cách thiết lập này chỉ đơn giản là thêm First Layer và Second Layer vào bên trong UI View. Theo mặc định, giá trị bound này sẽ bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ thiết lập giá trị cho bound bên trong phương thức Setup View. Khai báo này chỉ đơn giản là tìm ra giá trị width và height cho biến bound này. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập giá trị phần trăm hoàn thành cho hai gợn sóng. Với thuộc tính set value này, chúng ta sẽ đặt vị trí của first layer theo giá trị mà chúng ta tính toán dựa trên for keypad mà chúng ta gán cho nó, tức là vị trí y của first layer này. Nếu biến star này bằng for thì chúng ta sẽ bắt đầu hoạt ảnh cho hai gợn sóng. Và sau khi bắt đầu thì ta đặt giá trị của star này thành true. Ở đây chúng ta sẽ gọi một UI Bezier Path và một 3D Multiple Path dùng để vẽ các gợn sóng lên trên UI View.
Rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm 0.0 và vẽ một gợn sóng hình sin. Đối với thuộc tính này, chúng ta sẽ đi từ 0 đến 1000 lần chiều rộng của màn hình, nhưng không bao gồm giá trị đó. Ở đây chỉ đơn giản là một số tính toán dùng để vẽ hình sin lên trên UI View này. OK, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện khai báo phương thức này bên trong View Controller ngay sau khi chúng ta khởi tạo View. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đặt một giá trị khác bên trong Setup Progress để xem cách hiển thị của First Layer và Second Layer. Tiếp theo tôi sẽ tạo một animation cho First và Second Layer.
Ở đây tôi sẽ tạo một animation di chuyển theo vị trí X của First và Second Layer. Animation này được thực hiện trong 2 giây đi từ giá trị đến một giá trị nào đó, lặp lại mãi mãi và không xóa khi hoàn thành. Ok, đó là một hoạt ảnh cho gợn sóng của First Layer. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo hoạt ảnh cho Second Layer. Tương tự như cách tạo hình sinh cho First Layer, đối với Second Layer chúng ta sẽ tạo hình code cho layer này. Hoạt ảnh này sẽ chạy trong 10 giây và chúng ta sử dụng biến timer để chứa giá trị đó.
Ở đây tôi đã thực hiện sai cách tính này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện khai báo lại cho phương pháp tính giá trị của Progress. Ok, như các bạn đã thấy, hoạt ảnh của chúng ta đã làm việc rất tốt. Nhưng sau một thời gian khởi chạy thì các bạn xem hoạt ảnh sẽ vượt ra khỏi màn hình và nó tiếp tục thực hiện hành động đó mãi mãi. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý trường hợp đó. Khi giá trị của progress lớn hơn hoặc bằng 0.95 thì ta bắt đầu dừng việc tính thời gian lại. Rồi, bây giờ tôi sẽ thêm một UI label vào bên trong, nó chứa giá trị phần trăm bên trong UI view này. Ở đây chỉ đơn giản là thêm một UI label vào bên trong view này. Điều này không có gì là phức tạp nên tôi không giải thích gì thêm. Và sau đó chúng ta sẽ khai báo giá trị cho label này bên trong Setup Progress dựa trên giá trị progress mà ta đã có. Tương ứng với cách khai báo của chúng ta, khi đạt đến giá trị 95% thì hoạt động này sẽ tạm dừng. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một hoạt ảnh nhấp nháy cho UI label này khi giá trị đạt đến 95%.
Rồi bây giờ chỉ đơn giản là khai báo thuộc tính này vào bên trong View Controller để nó thực hiện hoạt ảnh sau khi giá trị đạt đến 0.95%. Vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình tạo gợn sóng cho UI View. Nếu các bạn không hiểu, hãy để lại các bình luận bên dưới. Chúc các bạn thành công!